Loạt khoảnh khắc đáng yêu của con trai nhà Quý Rơm kính Vạn Hoa. Con trai của nam diễn viên Quý Rơm Ngọc Trai đã 10 tháng tuổi, với vẻ ngoài lém lỉnh đáng yêu của cậu bé dễ dàng chiếm được thiện cảm của mọi người. Loạt ảnh mới đón Tết Trung Thu năm đầu tiên của con trai Ngọc Trai bé búp với trang phục đáng yêu và biểu cảm ngộ nghĩnh, cậu bé khiến người xem phải đốn tim. Để con trai có bộ ảnh kỷ niệm Tết Trung Thu năm đầu tiên, vợ chồng Ngọc Trai bàn lên kế hoạch chuẩn bị chỉnh chu Quý Tử nhà mình. Không chỉ vậy, mới đây, Ngọc Trâm, bà xã nam diễn viên, khoe loạt ảnh khoảnh khắc cực đáng yêu của con trai đầu lòng trong bộ ảnh khiến nhiều người hâm mộ phải đốn tim vì đôi mắt mỉm cười. Được biết, con trai cưng của Ngọc Trai vừa tròn 10 tháng tuổi. Quý Tử nhà nam diễn viên Quý Rơm cất tiếng khóc chào đời vào tháng 10, 2018, có tên gọi thân mật của cậu nhóc là Búp. Những khoảnh khắc hàng ngày của bé Búp luôn được Ngọc Trai và vợ thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân. Cận cảnh khuôn mặt bụ bẫm của con trai diễn viên kính Vạn Hoa, dù còn nhỏ nhưng bé Búp được nhận xét là sở hữu nhiều nét giống bố, những hình ảnh của bé luôn thu hút sự chú ý. Cậu bé được vợ chồng nam diễn viên Ngọc Trai chuẩn bị trang trí trong buổi chụp ảnh với mong muốn lưu giữ những kỷ niệm cho con trai. Từ khi có cậu con trai, vợ nam diễn viên Ngọc Trai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trai, từ ăn uống, ngủ đến những khoảnh khắc vui đùa đưa con đi chơi cùng bạn bè. Ngọc Trâm khiến luôn lém lỉnh trêu chọc con với kiểu tóc mái ngố, đầu nắm khiến nhiều người hâm mộ nhìn vào đã muốn cưng nựng. Một số hình ảnh đáng yêu với phụ kiện ông Lân, đèn ngôi sao của bé Búp, con trai của Ngọc Trai, nam diễn viên còn chia sẻ thêm Trung Thu này ba dắt em đi rước đèn nha em. Nhưng đôi khi biểu cảm lại như người lớn hợp tác khi chụp khiến nhiều fan nhìn vào cũng phải tan chảy ngay. Hình ảnh ngộ nghĩnh của bé Búp khiến người xem không thể rời mắt. Không chỉ thế, Ngọc Trâm thường xuyên ghi lại, dìm lại khoảnh khắc khi cậu bé ngủ gục hay có những nụ cười và biểu cảm quá hài hước. Bé Búp sở hữu đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt bụ bẫm và hết sức lanh lợi, nụ cười toe toét cực yêu đốn tim người xem. Nam diễn viên Ngọc Trai và vợ đều chưa tổ chức đám cưới. Người hâm mộ mong thời gian tới cả hai sẽ tổ chức đám cưới hoành tráng với sự tham dự của cậu con trai đáng yêu.